Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái keo vuông góc trên hình. Đây là cái hình 3D của nó, đây là kích thước của nó. Tôi sẽ sử dụng phần mềm Snipping Tool để chụp cái màn hình này lại và dán qua bên Solid để mình dễ vẽ, không phải bật qua bật lại. Đây, tạo một cái sketch ở mặt front plane và kính chân V, dán cái hình vừa mới chụp vào đây. Kênh trên B. Đó. Mình dán qua đây thì mình nhìn kích thước bên đây mình dễ luôn. Nó đỡ phải mình bật qua cái file Word bên kia để mình xem kích thước. Đầu tiên, mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật. Có chiều cao là 66. Và chiều dài là 110. Mình ghi kích thước cho nó 110. 110, ok. Các bạn để ý là khi vẽ mình nên vẽ một cái điểm góc nào đó trùng như góc tọa độ để mình dễ cắt. Thì kéo nhỏ cái hình chụp này xuống một chút. Rồi, tiếp theo đó, tôi sẽ chọn cái lệnh slot để tôi vẽ cái rãnh. Cái rãnh có cái bề rộng là 30. Mình cứ chọn cái do cái lệnh vẽ rãnh và mình vẽ đại ra một cái rãnh nằm ở vị trí nào đó, rồi xong rồi mình mới ghi kích thước và mình sử dụng các kích thước mình khống chế lại. Cái này là R15. Ok. Mình sẽ ghi kích khoảng cách từ cái chân cho đến cái đường tâm của cái rãnh. Hình này nó bị thiếu kích thước. Mình cho cái khoảng cách này là 20 đi. Rồi, khoảng cách này là 20. Mình sẽ khống chế tâm của cái rãnh và cái góc bên trái là một nửa của 110 hay là 55 để nó đẩy cái rãnh này về ngay giữa. Ta có rất là nhiều cách, ta có thể dùng kích thước để khống chế hoặc ta có thể dùng các cái ràng buộc. Rồi, chiều dài của cái rãnh này là 50. Ok, sau đó mình finish cái sketch này. Finish cái sketch này. Sẽ add chút cái sketch này lên. Mình qua thẻ feature. Add chút. Chút lên. Bề dày này là 22. Nhập 22 vào. Ok. Là ta đã vẽ được cái mặt đế ở dưới. Mặt đế ở dưới. Bây giờ ta chỉ còn vẽ ở cái mặt đứng nữa là xong. Ta tạo cái sketch trên cái mặt đứng. Rồi, quay vô vuông góc. Quay vô vuông góc. Đây các bạn thấy không, quay vô vuông góc. Sau đó mình sẽ vẽ cái mặt đứng. Mặt đứng tôi sẽ vẽ cái đường tròn trước. Giống ngay từ giữa giống lên, vẽ cái đường tròn. Rồi, đường tròn này phi 40. Ok. Sau đó tôi mới khống chế khoảng cách giữa tâm đường tròn này và cái cạnh đáy là 52. Ok. Tiếp đến từ về cái tiếp tiến, về cái tiếp tiến đến hai cái đứt ở hai đầu của cái mặt đáy dưới.
phải vẽ cái đường ngang để đóng kính lại. Các bạn chú ý là phải vẽ cái đường ngang đóng kính ở dưới để tí nữa mình ép chút, sau đó mình chiên cái cung tròn đó đi. Rồi mình vẽ cái đường tròn ở giữa. À, ở đây tôi vẽ bị lộn chút, đó là cái ở ngoài là R30 là phi 60, mình chỉnh sửa lại, mình lít đúp vô cái kích thước mình muốn chỉnh sửa, thì mình chỉ cần lít đúp vô kích thước đó, mình nhập 60 vô, ok, thì nó sẽ đẩy cái đường tròn mình bự ra. Rồi cái lỗ trong là phi 40, mình ghi kích thước cho nó 40, ok. Đó. Sau khi mình vẽ được cái mặt sketch này rồi, mình finish nó. Finish. Đây tôi quay qua cho các bạn coi. Đó, là tôi được cái sketch vuông góc với cái mặt đá dưới rồi. Bây giờ mình sẽ ép chút. Đảo chiều ngược lại. Cái bề dày này thì trong hình này nó không cho. Mình sẽ cho bề dày này là 20 đi. Rồi. Ok. Đó. Thì ta đã vẽ được cái khối 3D như trên hình. Tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ xong cái ke đo vuông góc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.